Vâng, và xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Như video trước mình có nói, cái cuốn sách Tô Toàn Thư đó là cuốn sách rất là tuyệt vời và rất là tốt dành cho những bạn mới bắt đầu tập tành đi theo con đường tự vô. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục đem đến cho bạn một video review về một cuốn sách cũng nằm trong bộ cuốn sách đến từ đơn vị Sài Gòn Book, đó chính là cuốn Tô Toàn Thư này. Vậy thì cuốn này với cuốn kia nó có gì khác biệt, và cuốn này nó sẽ chứa được những cái điều hấp dẫn gì đang chờ chúng ta nếu chúng ta đọc nó? Thì xem hết video review này của mình thì các bạn sẽ có câu trả lời cho các bạn ha. Và ok, không lóng dòng dài dòng nữa, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi, intro nào. Audio Và tất nhiên rồi các bạn ha, video này được tài trợ bởi Sài Gòn Book, là đơn vị phân phối sách uy tín hàng đầu tại Việt Nam với những cái cuốn sách liên quan về tô như thế này. Thì có thể nói là Sài Gòn Book đã gửi cho mình rất là nhiều cuốn sách như thế này để mình có thể giveaway cho các bạn nếu các bạn thật sự muốn sở hữu nó. Và thời điểm hiện tại, nếu các bạn đang xem video này thì mình trên fanpage của mình cũng đã làm giveaway về cuốn sách tổng quan về tô như thế này rồi. Thì nếu mà các bạn muốn tham gia thì nhanh tay, nhanh chân tham gia cái event đó ở đường link. Mình sẽ để đường link fanpage của mình dưới phần mô tả để các bạn có thể truy cập và tham gia cái fanpage này nha. Và nếu mà các bạn muốn biết cách sở hữu và thể lệ chơi giveaway để nhận cuốn sách này thì nhớ xem hết video nha. Và ok, tiếp tục nào. Và ok, trước khi đánh giá bất cứ một điều gì, chúng ta sẽ đều đi qua ngoại hình của nó. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về ngoại hình của cuốn Tô Toàn Thư như thế này ha. Các bạn thấy nó được mix một cái tông màu chủ đạo là màu xanh, cộng với bìa của mình là màu xanh đậm hơn một chút xíu. Và xung quanh ở đây chúng ta sẽ có những cái viền vàng mạ vàng đây, các bạn thấy nó làm những cuốn sách của chúng ta vừa tinh tế nè mà vừa sang trọng nữa, bạn thấy không? Cả hai mặt đều như vậy nha. Đây, vừa tinh tế nè, vừa sang trọng, vừa nhẹ nhàng nữa. Và mình thật sự là mình rất là thích cái cách thiết kế của đơn vị Sài Gòn Book, bởi vì họ thiết kế mọi thứ nó rất là hài hòa, rất là dễ chịu, và kiểu giống như đem chúng ta một cái cảm giác rất là nịnh mắt bạn ha. Cuốn nào của Sài Gòn Book làm về Togo mình cũng cảm giác như vậy. Bạn thấy nhìn hai cuốn, hai cách thiết kế, một bên thì nó kiểu giống như là nó sẽ đơn giản classic, một bên thì nó lại mạ vàng. Nó đem lại chúng ta cái cảm giác giống như là họ mạ vàng, nhưng mà nó có cái gì đó nó không quá nổi bật, nó không bị gọi là chúng ta bị khó nhìn, nó không có bị chói. Bạn cảm thấy cái sự màu vàng mạ vàng đấy, nó đem lại cho ta sự tinh tế. Và những cái cách vẽ, cái cách design của đơn vị design Sài Gòn Book này mình đánh giá họ rất là cao ha. Kiểu giống như là mình thấy cái cách của họ vẽ và cái cách họ thiết kế như thể là họ hiểu cái vấn đề và họ hiểu cuốn sách này đang viết về cái gì. Như các bạn thấy có một số chỗ kiểu giống như họ thiết kế nhưng mà nó không liên quan về cuốn sách. Bạn không biết là bạn có gặp cái trường hợp đó hay chưa. Lấy ví dụ đi, ví dụ cuốn sách là nói về học vấn, nói về học thuật, nhưng mà ở ngoài bìa họ lại vẽ là tiền bạc, họ lại vẽ những cái hình ảnh nó không liên quan. Nhưng đối với Sài Gòn Book thì khác, tất cả mọi thứ nó được hòa quyện lại với nhau và đem lại chúng ta cái cảm giác rất là dễ chịu. Như bạn biết, đơn vị thiết kế thì họ không thể nào họ hiểu rõ được cuốn sách đang viết về cái gì, nhưng mà nếu họ thiết kế được như vậy, đây bạn có thể thấy họ vẽ được như thế này, kiểu như nhìn nó rất là tarot, rất là tâm linh và nó rất là huyền bí luôn. Thì mình đánh giá rất là cao cái đơn vị của Sài Gòn Book, kiểu như là người kia chỉ cần lên content là họ hiểu là họ cần phải làm gì rồi. Một cộng cho Sài Gòn Book, đơn vị design nha. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ đánh giá sơ về cuốn sách này. Cuốn sách này đang nói đến vấn đề gì? Như các bạn đọc tự cũng thấy, tarot, toàn thư. Có nghĩa là sao? Ở toàn thư ở đây có nghĩa là tất cả mọi thứ liên quan về tarot. Có nghĩa là thật sự là đối với cuốn Tô Toàn Thư này, người ta sẽ trong đây nó sẽ chú trọng về những cái ví dụ như là tarot là gì, lịch sử hình thành của tarot, rồi kiểu như tarot giúp gì được cho bạn, rồi tarot ứng dụng trong đời sống bạn như thế nào, rồi tiếp tục là kể những câu chuyện liên quan về tarot. Nói chung là do đây là cuốn tarot toàn thư cho nên là họ sẽ nói hết tất cả mọi thứ về tarot, nhưng nó chỉ là cái gì đó ở bên ngoài thôi. Bạn biết không? Cứ như là họ sẽ nói xoay quanh, nó giống như cái việc mà ví dụ mình và bạn là hai người reader, có nghĩa chúng ta sẽ nói về những cái bên trong bộ bài tarot của chúng ta và chúng ta chuyên sâu vào nó. Còn những người họ không chuyên về tarot thì họ chỉ nói về tôi trải nghiệm như thế này, tôi trải nghiệm thế kia, theo những gì tôi hiểu biết là tarot là cái này, tarot là cái kia. Thì cuốn tarot toàn thư này nó nói về cái vấn đề đó. Có nghĩa là họ sẽ nói về những cái xoay vòng và bên ngoài tarot, nó sẽ chưa thật sự là đi sâu và khai thác chi tiết vào tarot ha. Nhưng không vì như vậy mà nó không hấp dẫn, thì mình sẽ cho các bạn coi những cái điều hấp dẫn ở cuốn sách này đối với lại cái cách nói chuyện ở vòng ngoài như vậy bạn ha. Thì trước hết thì mình xin phép cho các bạn xem thử phần mục lục của cuốn sách Tô Toàn Thư này ha. Như các bạn thấy đây là phần mục lục, chúng ta sẽ có là lời mở đầu nè,
tôi có thể làm gì cho bạn nè. Câu chuyện của tôi và cách dùng cuốn sách này. Đây, mình sẽ để gần cho các bạn thấy ha. Ok, đấy. Chương 1 sơ lược về Togo nè. Togo bắt nguồn từ đâu nè. Những chuẩn bài Togo thông dụng nè. Công dụng và đạo đức trong Togo. Togo và thần số học. Bộ ấn chính nè. Đây. Tiếp là chúng ta sẽ đến ấn chính thì sẽ có bộ ấn phụ nè. Những lá bài hoàng gia. Bài đảo ngược và ý nghĩa. Đặt câu hỏi trong Togo. Đọc thông tin trên những lá bài. Đây các bạn có thể để ý ha. Nhà tiên tri đến từ Defoe. Sự thông thái vật lý là này. Câu hỏi thông dụng. Và có cả tiên đoán thời gian trong Togo nữa nè. Đỉnh không? Tiếp là sẽ có là cách trải bài trong Togo nè. Đấy, những cái cách trải bài mà mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều ở những cái video trước, các bạn có thể xem lại ha. Các hệ thống mối liên hệ với Togo nè. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ có tổng cộng là 11 chương các bạn nha. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 11 chương. Và cuốn sách này vẫn có thể cung cấp lại cho bạn những kiến thức cơ bản tuyệt vời. Như lúc này mình có nói là cuốn sách chỉ nói bên ngoài thì các bạn sẽ nghĩ là vậy thì cuốn sách này nó chỉ là kể chuyện và nó sẽ không có đem lại kiến thức gì hết đúng không? Thật ra là không bạn nha, như mình nói rồi, cuốn sách vẫn đem lại cho bạn những cái kiến thức nền tảng cực kỳ tuyệt vời. Và có thể nói trong cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn những cái cách cơ bản như là cuốn Togo tổng quan. Nhưng hai cuốn nó sẽ khác nhau về cái cách. Về cái cuốn về Togo tổng quan thì họ sẽ đi chi tiết cho chúng ta từng cái lá bài nè. Đi cho chúng ta chi tiết hơn về những cách diễn giải lá bài. Còn cuốn Togo toàn thư này họ sẽ vẫn chỉ cho chúng ta, vẫn hướng dẫn chúng ta. Nhưng nó chỉ nằm ở mức khái quát và nằm ở một cái mức gì đó gọi là cho chúng ta coi bài cơ bản được. À, các bạn có hiểu không? Vấn đề không? Và cái cuốn Togo toàn thư này nó vẫn đem lại cho chúng ta những cái kiến thức mà người khác không hướng dẫn cho chúng ta. Như lúc này các bạn cũng đọc cái chương 3 thì các bạn cũng có thấy rồi đó. Thì ở đây mình có đọc lại một chút xíu ha, về những cái phương pháp mà trong cuốn sách này có thể hướng dẫn cho bạn. Thứ nhất là lá bài Togo theo ngày tháng năm sinh. Có nghĩa là họ ứng những cái lá bài Togo theo ngày tháng năm sinh nào, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là Togo theo năm sinh, có nghĩa là cộng những cái lá bài này lại để chúng ta dự đoán được những cái sự kiện gì sẽ diễn ra. Ví dụ như là một người họ sinh vào năm ngày 10 tháng 10 năm 2000 đi, thì chúng ta sẽ cộng ngày sinh nó lại và trong đây sẽ hướng dẫn bạn hết, và nó ra cái số nào và nó ứng với cái lá số nào trong ẩn chính, thì chúng ta sẽ suy đoán được là họ đang gặp cái vấn đề gì, vấn đề của họ như thế nào, cuộc sống của họ ra làm sao. Đấy, cái phương pháp này cũng rất là hay ha. Tiếp là phương pháp thần số học trong Togo thì cũng đơn giản thôi. Thần số học thì các bạn nghe cũng nhiều rồi, thì họ sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng thần số học với lại Togo, hai cái mix lại với nhau ha. Và những cái cây, ví dụ như kỹ năng như là Wabala nè, Kabala nè, và cây sự sống hướng dẫn những cái trải bài nó phức tạp hơn, và những cái trải bài truy về nguồn gốc, truy về vấn đề và truy xuất về những cái kiểu giống như là nguồn gốc vấn đề đó. Và chắc chắn rồi bạn, thì chắc chắn là trong cuốn sách này cũng sẽ có ý nghĩa của 78 lá bài luôn. Thật sự là 78 lá bài ở trong cuốn sách này thì thật sự là mình đánh giá nó ghi đầy đủ, tốt và có nhiều thông tin. Tuy nhiên ý nghĩa của 78 lá bài như mình nói rồi, nó vẫn là cuốn toàn thư thôi. Cho nên là họ sẽ không chú trọng vào cái việc khai thác và không chú trọng vào cái việc đó chính là đánh mạnh trọng tâm vào cái keyword lắm, mà họ giống như họ kể một cái câu chuyện nhiều hơn. Cho nên là vẫn có thể giúp bạn đọc bài được, hiểu bài được. Và nếu như bạn muốn tìm hiểu về những cái lá bài, muốn tìm hiểu sâu kỹ thì cuốn này vẫn đáp ứng cho bạn điều đó. Nhưng để dùng những cái keyword của cuốn sách này để đi giải bài thì nó còn hơi hạn chế, tại như mình nói rồi, nó chỉ là cái gì đó toàn thư thôi, chứ nó chưa thật sự là chuyên sâu bạn ha. Đó là về cái chương thứ năm của chúng ta. Chúng ta sẽ thứ tư và thứ năm đó, thì hai chương này là sẽ nói về ẩn chính và ẩn phụ, ý nghĩa. Và mình khá thích cuốn sách này ở một điểm, đó chính là cuốn sách này sẽ hướng dẫn cho bạn cách tương tác với những nguyên tố. Mặc dù đây là cuốn tô toàn thư, nhưng trong đây họ có thêm thắt vào những cái nguyên tố, những cái yếu tố, ví dụ như là tính lửa sẽ là nóng nè và sẽ như thế nào, còn nước thì nó sẽ là ướt, mà nước lửa cộng với nước thì các bạn biết rồi đó, nó sẽ như thế nào bạn, khác nhau. Cho nên khi mà trải bài ra tốt thì nó cũng sẽ triệt tiêu. Là sao? Có nghĩa là nếu mà bạn trải bài ra xấu thì nó có nguyên tố lửa và nguyên tố nước, thì nguyên tố lửa nguyên tố nước nó sẽ triệt nhau, thì có nghĩa là cái điều xấu đó nó sẽ không có nhiều, hoặc là nếu mà nó tốt thì nó sẽ không có tốt nhiều. Còn rồi khí và đất nó cũng sẽ triệt nhau. Và nói chung là trong cái trải bài này sẽ giúp cho chúng ta cách
coi bài dựa trên nguyên tố, và có nghĩa là những nguyên tố nó tương tác với nhau như thế nào, rồi nó cộng trừ ra làm sao, gặp trường hợp này chúng ta cần phải làm gì, gặp trường hợp này chúng ta phải làm sao. Nói chung là đây là một cái kiến thức rất là tuyệt vời, và bản thân mình khi mà đọc cái tới khúc này mình cũng phải wow. Có những cái mình nói thẳng là mình cũng không biết đó. Nhưng mà mình đọc cuốn sách này thì mình học được rất là nhiều thứ, cho nên là cuốn sách này mình rất là chấm điểm cái phần mà nguyên tố luôn. Nói chung là giải cực kỳ chi tiết những nguyên tố. Có thể là những lá bài họ có thể họ không nói chi tiết, những cái liên quan về group lá bài họ không nói chi tiết, nhưng tự nhiên mình không hiểu tại sao tới cái lúc mà nói về nguyên tố bạn, họ nói cực kỳ chi tiết, và họ có một cả một cái bảng như thế này để các bạn có thể tự xem và có thể là tự biết là trường hợp này chúng ta nên sử dụng như thế nào, và chúng ta ứng biến những cái câu hỏi, cái trường hợp tương tác những nguyên tố ra làm sao. Thì mình sẽ xin phép không có để lên video này để các bạn có thể tự đọc, để nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Kiểu như là bây giờ mình cho các bạn xem hết thì nó khác gì spoil đâu, đúng không? Và có thể nói những chương cuối của cuốn toàn thư này là những cái gì đó. Thật sự là mình đánh giá Sài Gòn Bút là một đơn vị họ rất là tâm lý luôn bạn. Tại sao lại tâm lý? Như bạn biết, hiện tại chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn gọi là dịch bệnh, và có thể nói là mọi người đều nói chuyện với nhau bằng online nè, cho nên cái việc xem bài nó cũng là online luôn. Cho nên là ở tại chương chính của cuốn sách toàn thư này, họ có một cái đó chính là hướng dẫn xào và rút bài online là cái thứ nhất. Thứ hai là bí mật đọc những lá bài Togo, minh họa kể chuyện bằng bài Togo, tiên đoán thời gian trong Togo như lúc nãy mình có cho bạn xem đó. Thì bạn thấy rất là tuyệt vời luôn, đúng không? Có nghĩa là họ sẽ hướng dẫn bạn cách để bạn trải bài online tại nhà, và Corin đang ngồi ở bên đầu kia của phía điện thoại luôn. Và làm như thế nào để chúng ta kể được một câu chuyện bằng những lá bài, và làm như thế nào để chúng ta đọc được lá bài, đó chính là chương bí mật để đọc những lá bài. Mà đã là bí mật rồi thì mình nghĩ là các bạn tự đọc nó sẽ hay hơn các bạn ha. Và trong đây họ nói về, họ hướng dẫn cách mà chúng ta xào bài và cách chúng ta coi bài cho người khác á, cực kỳ chi tiết. Mặc dù là tôi vô toàn thư nhưng vẫn chi tiết. Nói chung cuốn này vẫn đáp ứng lại cho bạn và vẫn có thể giúp bạn xem bài một cách cơ bản cho những người thân và bạn bè xung quanh được. Nhưng chưa hết bạn ha. Tiếp chúng ta ở ngay chương 10 và chương 11 là những cái trải bài thực hành như lúc nãy bạn có thấy rồi đó. Thì ở đây họ sẽ chỉ bạn cách rút bài ngày. Rút bài 1 lá, 2 lá, 3 lá, 5 lá, Celtic Cross, rồi trải bài chữ thập. Nói chung là những cái trải bài cơ bản mà hầu hết reader đều phải biết thì trong cuốn sách này cũng có luôn. Và họ có thêm thắt cho chúng ta một chút xíu về Togo và chim tinh học nè, rồi bốn nguyên tố cơ bản và những lá bài ẩn chính, và những cái rule, cổ ngữ rule nữa. Nói chung là những kiến thức mà chúng ta có được trong cuốn sách này nó nằm ở mức cơ bản, nhưng cơ bản xài được bạn nha, chứ không phải dạng cơ bản rồi biết vậy không làm được gì hết. Cơ bản nhưng vẫn xài được. Thì để tóm tắt lại cho các bạn một chút xíu, thì mình đánh giá cuốn Togo toàn thư này là cái gì đó nếu mà bạn chưa hoàn toàn biết gì về Togo và bạn muốn cái mong muốn của tôi đó chính là tôi chỉ coi cho người thân, coi cho bạn bè thôi, tôi không có nhu cầu trở thành một Togo reader. Đọc cuốn sách này, tại vì nó đem lại cho bạn những kiến thức không quá cao siêu, nằm ở mức cơ bản nhưng nhìn vô là hiểu. Kiểu như là dùng một cái từ nó đúng hơn, đó chính là phương pháp nó sẽ giống như là cơ bản, và cơ bản của cơ bản nhá, có nghĩa là họ cho bạn một cái nền, một cái foundation, và bạn cầm bài lên là bạn có thể coi được cho bạn bè, những người thân mà bạn không cần chú trọng quá nhiều vào cái việc đó chính là coi bài chuyên nghiệp. Nếu mà bạn vẫn muốn một cái gì đó cơ bản, thoải mái, coi cho vui cho bạn bè, gia đình, bạn bè xung quanh, người thân, đồng nghiệp, thì ok, cuốn này nó vẫn đáp ứng lại cho bạn, và mình đảm bảo là nó dư sức đáp ứng cho bạn cái điều đó luôn. Nhưng nếu mà bạn mong muốn có một cái gì đó gọi là, và khác với cuốn Togo tổng quan, thì như bạn biết cuốn Togo tổng quan này họ sẽ khai thác và đi chuyên sâu cho chúng ta hơn về kiến thức, và có thể nó giúp các bạn đọc những cái này, những kiến thức trong đây nó sẽ giúp cho bạn có một cái gì đó gọi là cái nền tảng để bạn phát triển, để đi theo hướng reader, Togo reader chuyên nghiệp. Kiểu như bạn cứ tưởng tượng cuốn Togo toàn thư này nó giống như cái gì đó cơ bản của cơ bản, và bạn chỉ dùng ở mức ok cơ bản thôi, không có cần phải đi xa quá. Còn cái cuốn Togo tổng quan này nó giống như một cái vé thông hành cho bạn nha. Nếu mà bạn muốn đi xa hơn nữa, muốn đi cao hơn nữa thì bạn đọc nó, thì nó sẽ giúp cho bạn khai thác được những cái tiềm năng bên trong của bạn, và giúp cho bạn tìm hiểu được những cái kiến thức khác. Và sau này lỡ mà bạn đọc những cuốn khác nó có kiến thức sâu rộng hơn, bạn vẫn hiểu tại vì bạn đã đọc cuốn này rồi. Nói chung là hai cuốn này nó nhắm tới hai đối tượng khác nhau. Như lúc nãy mình có phân tích rồi á, Togo toàn thư này dành cho những người ok, ở mức cơ bản tôi xài là được rồi, không có cần phải quá cầu kỳ phức tạp. Còn cuốn tổng quan này thì sẽ giúp cho bạn có một cái gì đó muốn hình thành, trở thành Togo reader chuyên nghiệp thì bạn nên có nó. Và có thể nói là hai cuốn này nhắm đến hai đối tượng khác nhau. Và nếu như bạn muốn sở hữu cả hai cuốn sách này
thì cũng không sao hết bạn nha, đều được, rất là tuyệt vời thôi. Và nếu như bạn muốn sở hữu cả hai cuốn sách này thì nhớ tham gia giveaway tại fanpage của mình nha. Và ok, thì mình hy vọng là sau cái video review này của mình thì các bạn cũng đã hiểu phần nào về hai cuốn sách, và các bạn cảm thấy là các bạn mong muốn sở hữu cuốn sách nào thì các bạn có thể truy cập vào đường link phía bên dưới, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả để bạn có thể truy cập và sở hữu cuốn sách tại Sài Gòn Book ha. Thì như mình nói rồi, cuốn sách Tôi toàn thư này nó vẫn đem lại cho bạn những kiến thức cơ bản và căn bản, nhưng tuy nhiên nếu bạn là một người mà kiểu giống như là muốn đã biết về Togo rồi, và kiểu như bạn là một người mà kiểu giống như là đã có kiến thức cơ bản về Togo rồi và bạn muốn có thêm kiến thức mới để có thể mà kiểu như là phát triển bạn, thì cuốn này bản thân mình đánh giá là nó vẫn chưa đủ cho bạn. Có nghĩa là cuốn sách này nó đang ở một mức giá hiện tại là 380.000, cũng hơi căng đấy. Thì mình nghĩ là bạn mua nó thì sẽ hơi phí một chút xíu nếu bạn đã có kiến thức cơ bản về Togo và bạn đã biết Togo quá lâu rồi. Thật sự là nó vẫn Togo toàn thư này vẫn nên dành cho người mới nhiều hơn. Nên nếu mà bạn cảm thấy là ok, bạn dư dả về tài chính, bạn muốn đọc để biết thêm lịch sử, biết thêm cái cách thế giới nhìn về Togo thì ok, bạn vẫn có thể đọc nó. Nhưng nếu mà bạn kỳ vọng nó đem lại cho bạn một cái kiến thức gì đó nó quá tuyệt vời, một cái kiến thức gì đó cao siêu, thì mình nghĩ là bạn nên có một cái suy nghĩ khác, tại vì cuốn sách này nó sẽ chưa đáp ứng cho bạn cái điều đó đâu. Như mình nói rồi, hai cuốn sách này nó sẽ nhắm đến đối tượng đó chính là người cơ bản và người mới học Togo. Cho nên nếu bạn là một video kỳ cụ, một video lâu năm thì có thể là đọc cho vui, đọc cho hiểu biết thêm thì vẫn được. Chứ mà bạn mong đợi về những kiến thức tuyệt vời, những kiến thức gì đó nó cao siêu nữa thì mình nghĩ là bạn nên chọn những cái đầu sách khác ha. Và ok, chắc là video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và mình rất là cảm ơn đơn vị Sài Gòn Book vì đã tài trợ sách để cho mình có thể được đọc, trải nghiệm và giveaway sách dành cho các bạn. Và ok, thì video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment phía bên dưới, mình sẽ giải đáp và trả lời các bạn sớm nhất có thể nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.